Chào mừng các bạn đến với bản tin chiều trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Làng Túc Cầu hôm nay tiếp tục sôi động với những diễn biến khó lường cả trên sân cỏ lẫn các câu chuyện bên lề. Không để mất nhiều thời gian, cùng đến mục điểm tin chính. Ten Hag tuyên bố không sợ các huyền thoại Man United. Newcastle tính gây sốc với Mourinho. Dani Alves muốn gia hạn với Barca. Messi mua cổ phần đội bóng của Beckham. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga phủ nhận gia nhập AFC. Sau khi cùng Ajax lên ngôi tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, huấn luyện viên Ten Hag đã không đi ăn mừng cùng đội mà bay đến Manchester để bắt tay vào công việc mới tại Quỷ Đỏ. Trước ra 52 tuổi cũng hiểu rõ áp lực mà mình sẽ phải đối mặt khi làm việc tại Old Trafford. Một trong số đó là sự khắt khe của các huyền thoại Man United. Mỗi người kế nhiệm Sir Alex đều bị những huyền thoại của câu lạc bộ như Gary Neville, Roy Keane, Paul Scholes và Rio Ferdinand soi xét lẫn chê bai khi câu lạc bộ không thi đấu tốt. Dẫu vậy, Ten Hag cho biết ông sẵn sàng đối mặt với mọi lời chỉ trích, cũng như đón nhận chúng như một thử thách trong sự nghiệp. Sự chỉ trích sẽ gay gắt hơn, đơn giản vì Man United có một lượng fan lớn hơn và có tầm vóc hơn so với Ajax. Premier League cũng ở trình độ cao hơn nhiều. Về cơ bản mọi thứ đều lớn hơn. May mắn rằng tôi ngày càng có nhiều hành trang hơn về cách đối phó với những áp lực. Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải vẫn còn một số việc phải làm. Tôi sẽ ghi dấu ấn của mình và điều đó phải được thực hiện cực kỳ cẩn thận. Việc đầu tiên huấn luyện viên Ten Hag làm tại Man United không gì khác ngoài chốt dàn trợ lý huấn luyện viên, những người sẽ hỗ trợ ông tại Old Trafford. Theo nhà báo Steve Hawson cho biết, Man United đã hoàn tất quá trình đàm phán với Steve McClaren. Quỷ Đỏ sẽ sớm công bố bản hợp đồng này. Được biết, McClaren sẽ đóng vai trò cánh tay phải của Ten Hag tại Man United. McClaren từng là trợ lý của Sir Alex Ferguson tại chính Man United từ năm 1999 đến năm 2001. Ngoài ra, ông từng dẫn dắt 5 câu lạc bộ Anh, thậm chí còn được trao cơ hội dẫn dắt Tam Sư giai đoạn 2006-2007. Kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết về bóng đá xứ sở sương mù của McLaren chắc chắn sẽ giúp Ten Hag rất nhiều. Bên cạnh đó, Man United cũng đã hoàn tất hợp đồng với Mitchell van der Gaard. Vị trợ lý huấn luyện viên hiện tại của Ajax sẽ đảm nhận vai trò tương tự tại Old Trafford. Ông là cánh tay đắc lực cùng huấn luyện viên Ten Hag giúp Ajax bảo vệ thành công trước vô địch quốc gia Hà Lan. Arsenal đã phải nhận thất bại 0-2 trước Newcastle, qua đó khiến quyền tự quyết tấm vé Champions League mùa sau vụt khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Arteta. Sau kết quả thất vọng này, tiền vệ Granit Xhaka đã lên tiếng chỉ trích các đồng đội. Tôi không biết tại sao chúng tôi không làm những gì mà huấn luyện viên đòi hỏi. Nếu ai đó không sẵn sàng cho trận đấu này thì nên ở nhà. Tôi không quan tâm vấn đề tuổi tác. Dù bạn 18 tuổi hay 35 cũng vậy, nếu sợ hãi thì làm ơn ngồi yên trên ghế dự bị hoặc ở nhà luôn cũng được. Chúng tôi cần những người đàn ông có bi ở trên sân và sẵn sàng chiến đấu. Đá như vậy thì Europa League còn không xứng, chứ nói gì Champions League. Thành thật xin lỗi những người hâm mộ. Trận thua của Arsenal giúp quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 mùa này rơi vào tay Tottenham. Chỉ cần hòa Norwich ở trận đấu cuối cùng, gà trống sẽ giành được vé Champions League mùa sau. Đêm qua, Dybala đã có trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Juventus, kết thúc 7 năm đầy thăng trầm tại Turin. Và tương lai của ngôi sao người Argentina vẫn còn là một dấu hỏi khi có rất nhiều đội bóng đánh tiếng muốn chiêu mộ. Một trong số đó là Tottenham. Thậm chí gà trống đã liên hệ với phía Dybala về việc mang anh đến nước Anh. Tuy nhiên, theo Gazzetta dello Sport, Tottenham mới đây đã từ bỏ thương vụ này khi khó có thể cạnh tranh được với Inter Milan. Thay vào đó, huấn luyện viên Conte đã chuyển tầm ngắm sang tiền vệ Thomas Tuchel của West Ham. Tờ Daily Express cho hay, chiến lược gia người Ý rất thích lối chơi của tiền vệ phòng ngự Cộng hòa Séc. Thomas Tuchel là cầu thủ vô cùng quan trọng giúp West Ham khi góp công vào chiến tích tiến đến bán kết Europa League cũng như cạnh tranh vị trí cao trên bảng xếp hạng ngoại hạng. Tuchel vẫn còn 2 năm hợp đồng với West Ham. Tuy nhiên, anh được cho là không hài lòng với mức lương 50.000 bảng một tuần và sẵn sàng cập bến một câu lạc bộ khác giàu tham vọng hơn. Trong bối cảnh đó, câu lạc bộ West Ham đã ra giá 40 triệu bảng cho tiền vệ người Cộng hòa Séc. Ngoài gà trống, Juventus cũng theo đuổi Thomas Tuchel. Tương lai của Mbappe đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất làng Túc Cầu lúc này. Theo nhiều nguồn tin, siêu sao người Pháp đã đạt được thỏa thuận với Real Madrid. Về phía Mbappe, anh cũng khẳng định mình đã quyết định xong và sẽ đưa ra tuyên bố chính thức trong vài tuần tới. Tuy vậy, một vài tin đồn từ Pháp cho rằng Liverpool cũng nằm trong số các câu lạc bộ có liên hệ với người đại diện của Mbappe. Khi được hỏi về khả năng chiêu mộ Mbappe trong buổi họp báo mới đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết: "Dĩ nhiên chúng tôi quan tâm tới Kylian Mbappe, chúng tôi không mù. Tôi không có gì để nói về việc liên lạc với một cầu thủ. Nhưng với Mbappe và Liverpool, mọi chuyện đều ổn và được xác định. Chúng tôi thích cậu ấy. Nếu bạn không thích cậu ấy thì phải coi lại. Nhưng chúng tôi không thể nào trở thành một phần của cuộc chiến này. Sẽ có câu lạc bộ khác dành chữ ký của cậu ấy. Với tôi, Mbappe vẫn là một cầu thủ tuyệt vời." Cũng trong buổi họp báo này, chiến lược gia người Đức cho biết hai trụ cột Salah và Van Dijk sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Southampton sắp tới vì chấn thương. Newcastle sau khi có chủ mới đã thi đấu khởi sắc hơn. Họ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và hiện đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh những bản hợp đồng chất lượng ở phiên chợ đông, còn phải kể đến tài cầm quân của huấn luyện viên Eddie Howe, người mới chỉ ngồi lên ghế nóng Newcastle từ tháng 11.
Thế nhưng với tham vọng vươn tầm từ mùa sau, nhiều khả năng bà lãnh đạo trích trẻ sẽ thay thế Hall bằng một cái tên danh tiếng hơn. Theo tờ Marca, Newcastle đang lên kế hoạch bổ nhiệm huấn luyện viên Jose Mourinho dẫn dắt đội bóng. Với kinh nghiệm từng mang về nhiều chức vô địch cho đội bóng cũng như không còn xa lạ với môi trường bóng đá Anh, người đặc biệt sẽ là cái tên phù hợp để thực hiện tham vọng hóa rồng của Newcastle. Dẫu vậy, thương vụ này không hề dễ xảy ra, huấn luyện viên Hall còn thời hạn hợp đồng với Trích Trè đến tận năm 2024. Bên cạnh đó, giao kèo giữa Mourinho với AS Roma cũng còn thời hạn 2 năm nữa. Theo nguồn đưa tin, Alves đã trao đổi với ban lãnh đạo Barcelona về đề đạt nguyện vọng muốn gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ đến cuối năm 2022. Hợp đồng giữa lão tướng người Brazil và Blaugrana sẽ đáo hạn khi mùa giải này kết thúc. Dẫu vậy, hậu vệ 39 tuổi vẫn mong muốn tiếp tục thi đấu tại Camp Nou. Bên cạnh đó, Alves cũng quyết tâm giành suất thi đấu tại World Cup 2022 ở Qatar cuối năm. Anh tin rằng việc ở lại Barcelona có thể là cơ hội tốt nhất để anh góp mặt trong đội hình Seleção. Về phía Barca, ban lãnh đạo câu lạc bộ được cho là rất hài lòng với màn trình diễn của Alves kể từ khi anh trở lại câu lạc bộ, và các bên liên quan tin rằng một thỏa thuận mới sẽ sớm được đưa lên bàn đàm phán. Được biết, mức lương mà lão tướng người Brazil sẽ được đề nghị trong mùa giải tới có thể tương tự như thỏa thuận hiện tại của anh. Theo tờ Le Quip mới đây đưa tin, Paris Saint-Germain sẽ kết thúc mùa giải 2021-2022 với doanh thu 700 triệu euro, một kỷ lục của câu lạc bộ. Con số này đã vượt qua cột mốc trước đó là mùa giải 2018-2019 với 637,3 triệu euro. Mức tăng trưởng chóng mặt này được cho là có công lớn của Lionel Messi. Sự xuất hiện của siêu sao người Argentina tại Paris vào hè năm ngoái ngay lập tức gây được tác động tích cực về mặt tài chính cho câu lạc bộ. Cụ thể, El Puga theo một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đã mang về cho gã nhà giàu nước Pháp thêm tới 11 đối tác tài trợ mới. Tổng thu nhập từ những nguồn này ước tính lên tới 310 triệu euro. Hiệu ứng Messi còn giúp Paris Saint-Germain hưởng lợi lớn từ việc doanh số bán áo đấu tăng mạnh. Theo lời Quip, cứ mỗi 1 triệu áo bán ra thì 60% trong số đó là in tên của siêu sao người Argentina. Thậm chí, câu lạc bộ thủ đô nước Pháp đã đạt cột mốc tổng doanh thu bán áo của năm ngoái là 41 triệu euro chỉ trong nửa mùa giải này. Doanh thu từ việc bán vé cũng tăng lên đáng kể với cột mốc 132 triệu euro trong năm nay và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong các mùa giải tới. Mang tiền về cho Paris Saint-Germain, nhưng Messi chắc chắn vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. El Puga đã trải qua mùa giải tệ nhất trong 16 năm. Trong đó, việc sớm bị loại khỏi Champions League khiến anh bị không ít bộ phận fan của Paris Saint-Germain là ó. Trước tình hình này, nhiều tin đồn cho rằng Messi sẽ sớm rời Paris Saint-Germain ngay sau khi hợp đồng giữa anh và câu lạc bộ nước Pháp kết thúc vào năm 2023. Điểm đến tiếp theo của siêu sao người Argentina được cho là Inter Miami, đội bóng đang thuộc quyền sở hữu của David Beckham. Theo cây viết Alexander, Messi còn được cho là có ý định thâu tóm 35% cổ phần của Miami sau khi chuyển đến MLS. Một tin đồn khác cho rằng Messi có thể sẽ trở lại Barca sau những động thái từ người đại diện, cũng là cha của El Puga. Sau khi Liên đoàn bóng đá Nga bị châu Âu cũng như FIFA ban hành các lệnh trừng phạt, cũng không ít tin đồn cho rằng Liên đoàn bóng đá nước này sẽ gia nhập AFC. Tuy vậy, mới đây, trang RT dẫn lời từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga, AFU, ông Alexander Yukov, xác nhận Nga không xem xét việc gia nhập bóng đá châu Á. Chúng tôi không xem xét lựa chọn này, chúng tôi là thành viên của UEFA và vẫn sẽ như vậy. Có rất nhiều tin đồn trước hội nghị và Ủy ban điều hành UEFA rằng sẽ đưa ra quyết định trục xuất AFU. Nhưng đây là những tin đồn không có cơ sở. Chúng tôi tham gia hội nghị, tôi tham gia Ủy ban điều hành, không có câu hỏi nào như vậy. Phát biểu của ông Diokov được đưa ra sau khi Chủ tịch UEFA Alexander Seferin nói với hãng thông tấn Slovenia trong một cuộc phỏng vấn sắp được công bố rằng ý tưởng về việc Nga gia nhập AFC hẳn đến từ một số chính trị gia, chứ không phải là AFU. Đến đây, bản tin chiều hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại.